Bạn có sợ khi nói tiếng Anh hay không? Hãy cùng Bell gặp hai người bạn sau đây để lắng nghe những chia sẻ của họ về vấn đề mà đại bộ phận học sinh sinh viên đang gặp phải nhé. Em nghĩ là khá tốt. Cảm thấy là không được tốt lắm. Tự đánh giá là khả năng của mình không tệ, nhưng mà do em hay sợ giao tiếp, em ngại giao tiếp với mọi người, em không có sử dụng được ngôn ngữ cơ thể, em ngại vì mọi người nhìn mình rồi đánh giá rồi bị khớp, rồi em không có nói được. Bởi vì mỗi lần mình nói tiếng Anh đó, mình hơi sợ, mình ngại người khác nhìn mình nên mình không dám nói. Được giao một bài tập kể lại một câu chuyện bằng tiếng Anh, mà do là em chưa có quen nói tiếng Anh trước mọi người xung quanh, nhưng mà em bị nhìn như vậy cho nên là em rất là bấp, em không có nói được. Có một lần thầy kêu mình lên bảng để giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, cái mình không biết nói gì hết đó, mình cứ đứng đó rồi mấy bạn trong lớp nhìn mình, rồi từ đó mình ngại, mình không dám nói luôn. Phần cũng do bản thân mình, một phần thì do là mình không có được cọ sát nhiều với những tình huống mà tiếp xúc với những môi trường mà ở đó mình phát huy khả năng nói tiếng Anh. Mình nghĩ là cả hai, bởi vì bản thân mình ngại nè, mình rụt rè, mình không dám nói, rồi ở học ở nhà trường thì không có tạo cơ hội cho mình giao tiếp thực tế trong những điều kiện cụ thể cái. Từ đó không nói luôn. Em có đăng ký tham gia những buổi public speaking, workshop, seminar để gặp gỡ nhiều người hơn, nhưng mà em vẫn cảm thấy là mình lạc lõng, mình không có hòa nhập được, cũng không nói được. Mình có đăng ký học tiếng Anh ở các trung tâm lớn, rồi nghe nhạc tiếng Anh, rồi xem phim Mỹ hay là mấy cái video trên YouTube á, mà cũng nghe vậy thôi, từ bên này qua bên này không có luyện tập rồi nên tiếng Anh không được cải thiện lắm. Có, em sẽ rất sẵn sàng tham gia. Tất nhiên rồi, mình rất là muốn tham gia những chương trình như vậy. My name is Ngoc Mai. My name is Quynh and I'm ready to overcome the fear of speaking English. Let's join with us. Bạn thuộc những người này trong hai cô gái chưa? Bạn đã thực sự sẵn sàng để vượt qua những rào cản, nếu bạn chúng ta cũng sợ tiếng Anh. Hãy tham gia cuộc chúng mình để có được câu trả lời nhé.